Như. Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay về quê ngoại. Đấy, đám dỗ. Đây cái mùa đầu. Như cũng như ngoại vậy nè. Đúng rồi. Sung nha cả nhà. Đó là dòng dịch sung. Ê, đò chạy rồi kìa. Con biển đi chạy ra chỗ cho cả gần. Bữa nay chở em út con cháu về quê ngoại rồi xuân lên rồi xuống nè. Chúng ta đi, chúng ta đi. Chị xuống quá rồi. Đi lên con hai dẫn đi nè. Chỗ. Ở ngoài à. Vô nhà. Như ăn gì? Ô mà ghé chỗ có kẹo nữa ha. Cái đó gì ạ? À? Mồi của Hương Như đó hả? Đồ ăn bánh sữa. Ơi, mình đã uống hết vô đó không? Hết luôn hả? Vì được giải rồi. Điện hạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa rồi Dương Chính qua nào nữa hả? Không ở ngoài cái rồi. Ôi ơi, mới tới sớm thôi rồi ha. Con ngồi xuống rồi con gỡ ra, ngồi xuống không rồi đi vô phòng nè. Bé 18. Bé 18. Rút chảy vô ngoài ngưỡng chén hết. Dạ, dạ cái này khỏe bây giờ dạ. Bà cụ cái này cũng khỏe rồi. Bà ngoại dạ. Đi chơi rồi không ai chơi, phải có người nhà thủ cái dinh chơi. Vậy hả cục tinh? Trời ơi, cái cục sữa. Thôi thay đồ cho đi mặn tiếp ta đi chứ. Cái này có lóc dĩa không vậy? Lóc dĩa gì hình như có rau sống. À, rau sống với cà rồi đó. Sống cà dưa leo. Chặt đi nó dạ cúng luôn. Cúng cho ngoại ăn luôn. Qua bằng heo quay bữa nay tới bằng vịt quay đi. Nước mà sao nước mà người ta. Nó ta mí bọng phải như vậy nó mới mềm. Mí bọng nướng mà. Không phải vịt quay kia ha. Không. Nó phải chờ chặt lên hậu chờ chờ cái miếng cà với salad vừa lóc vậy. Nó mới đẹp. Quay khô. Vậy nó mới mềm. Ừ. Nước ha. Ừ. Ừ. Cái kia nó ngon, nó khô bỏ này nữa. Cái kia cho bột nước súp. Đi. Bảo hay làm món món nào bà bén mẫu. Bảo giờ ngán rồi qua ăn cái gì? Qua hay quay không à? Qua ăn đâu? Nhà cũng chưa. Nhà cũng rồi còn. Ủa giờ chưa đúng nhà nữa hả cô? Chưa không. Cúng. Chú này. 12 tháng 7. Nhà dấu có ngoại con cháu anh em tụ họp về vòng sữa đi coi nó đi đụng đó không thờ anh cũng trước lẩu tôm một. Quay. Có hai bữa quá, có hai bữa. Dạ, hủ qua. Mì. Ừ. Kho dịu. Nấu ra luôn. Với đồ ngồi. Hai chồng đi,
Bà cũng ngọng bỉ mẹ mày đó. Rồi cậu Tư không lại cúng phải ha cậu Tư. Nếu mà không tới gì đâu mà ghét em không ở lại. Rồi cô tư lên nhanh cũng ngoại đi chứ gọi đó làm gì qua cà trời ơi, thực tình không có chuyện gì làm chứ hả cô Tư. Điếm cái này điếm cái gì? Nhổ gâu cái chôm chôm á hả? Cái đó mới có miếng nhỏ không nhiêu đó hả? Rồi ông điếm như nào rồi? Nhổ đó hết rồi. Đây vô nè. Trời ơi, quá rồi tới. Rồi. Nhổ dữ lắm rồi, trời này mà nhổ nhà chi nữa, ăn rồi đi thôi. Dữ lắm rồi. Bảo tới luôn rồi. Đi ông dỗ rồi, chúng này nghe bảo luôn. Không đi. Ở ngoài đó coi chút xíu đâu 45 mà đã. Còn đây là cái rồi lại cúng đi chứ. Ơi. Mưa này ngồi đứng chạy vô nhà này ngồi nè. Ở đây đâu ngồi được. Không biết ông bà anh kẹp phong nữa nè, cô bác đang ngồi ngoài đang kẹp phong nữa nè. Rồi cúng đi cậu Tư. Mấy đứa giờ cúng ngoài rồi mấy ơi. Hình như là đủ rồi. Đủ rồi. Vậy tôi bớt trong năng lượng đây chứ. Nó khổ rồi kìa. Cúng ngoài kìa, cúng đi. Để mày đi. Để này đi. Cắt ăn dẹp đi, thằng ngồi chạy. Cái này không có cái miếng video kéo được. Chút đóng cửa. Chưa được, để cái cúng đây đang cúng mà chừng nào mưa tới vậy. Chưa có cốt để cúng chút đi, chừng nào tới mình hay kéo. Được lắm mọi nhà. Cho mình không để chừng nào mưa mình hay kéo vô. Nó đang ngồi ăn rồi, như nó về nhà tao đi hả? Về ghế tao đi. Ghế nó, ghế mình nói. Ai mà gì nữa hả? Nhé rồi, rạch trơn rồi. Coi chừng lật cái chân một cái là đổ hết luôn. Mưa bà cả nhà ơi, lôi. Hả? Lên đây. Rồi, vô. Mày hút nốt xuống là... không điện. Đây, ngày kỷ niệm của ngoại. Ông Cốc độ cho con học giỏi. Chắc nói vô chút xíu nữa quá. Cái này kéo ra đây nè. Chết đi mẹ ấy. Mẹ học được.
Vậy cái gì? Em nó ở chạy khòn nó không mới về. Em được nè. Đi về luôn đi. Rồi bà lên ngồi đi ngoài. Mưa hả? Quá là cả nhà dữ lắm rồi. Thấy luôn rồi. Bữa nay đi trúng luôn. Mưa. Đó là thiếu cầu 2 rồi ha, 2 cầu 3. Rồi, giờ đó nhập bếp. Hello. Rồi bảo. Rút viên ơi, mời cái coi. Qua đây nè. Cái này không có là biến rồi, đường này 50 giá rồi. Đi. Vô luôn một ẩu. Cứ đi. Vô năm. Mày ở nhà luôn nha. Được nữa mình anh em đi về nha. Ở đây cô. Vô luôn. Cứ đi. Nghỉ nhậu rồi. Ừ, thiệt chứ. Là biết nhậu quá. Giang một hồi tôi uống luôn. Mày đừng nhậu mày uống mày. Đó thôi. Uống thôi đừng nhậu. Rồi Khương đâu rồi ta? Dân cái này hả? Đi ăn quán rồi. Vô đây nè, Phạm Minh. Trời ơi. Mau vô. Vô mày. Trời ơi, uống đi con đâu có uống vừa xưa nữa đâu. Trời mời cái bữa lên hết luôn. Con chào bác Hồ. Rồi hôm nào có xin mời luôn. Vô. Vô nhỏ. Vô. Mời cả nhà luôn nha, vô luôn nha. Vô luôn mẫu rồi, chúc. Vô ra cả nhà. Nữa hả? Thôi con chó bắt hầu à. Chợ đêm hay không? Cả nhà xem kết ủng hộ mình nha. Rồi đăng ký chia sẻ mình nha. Cảm ơn nhiều nha. Rồi sao không? Đây dọn không ai ăn hơn cả. Ừ gì? Đây cá vô ngồi đây, đây cá lên đầu. Nhìn giống thô đẹp quá ha. Ngồi đi. Ngồi được rồi. Ủa mày không lo ăn luôn. Rồi đây ngồi đi. Yeah.
mời chạy đi. Ô, mà cái nhà dùng với anh em chú ơi, cháu và chị nữa nha. Vô đâu ơi. Ủa đi đừng sợ hết bia, ở đây có hẳn bia nè, cái quên nè. Đó. Đi Sài Gòn, Úc Hèn, Hèn bia. Đây có hẳn bia, cái quên lo gì sợ hết bia. Ngồi đây bảo quay phim hoài. Chắc con nhậu đâu rồi. À, mới vô nữa hả? Ồ, đụng cái cậu tư cái luôn. Vô. Có đi đó kêu nữa. Có chứ. Lấy gì mà ăn luôn. Thôi. Uống đi. Con có vô uống vô không hả ông ơi? Vô. Vô luôn này vô chết. Không quên không? Dạ không 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 ăn nữa không ăn nữa tới ăn rồi đi đâu hết rồi hả? À, kiên cường gì rồi à, nam gì đâu à không thấy nào chứ ta kiên cường nam gì rồi không thấy nào chứ nha. Trời nào ta về nó qua phải không? Bữa nay nó có bộ nó nghĩ là bảo vệ hả? Giờ làm cái nữa coi. Vô cái nữa cái coi cậu Tư. Hả? Làm lại cái nữa coi. Được rồi. Được rồi. Ăn dở ấy được rồi, mấy người kia uống không được rồi. Rồi được rồi, cậu tốt. Qua nghe cậu tốt. Kêu qua nhà giao nhỏ qua. Vô nữa nha. Bảo. Vô cái bảo ơi. Vô. Rồi cả nhà vô mình ngay thì nó cũng tạm biệt cả nhà nha. Trời sao con vô ngồi luôn nè, quay phim ngoài trời. Rồi. May mắn là sao. Rồi coi có nắp 2 triệu đó nha. Ờ ấy mấy chục ta. Đúng là ông mày nổi hả? Nè. Nhà đấy kêu thì kêu thì bán chở kêu mà hết kêu mua trong cái đầu bỏ túi bỏ kêu 4 phòng vô á. Nó có tiền ha. 4 phòng á. Bữa sau còn dư là mua còn chịu mà mua bút đi còn chịu mọi rồi. Cái quán cái nhà cá rồi cái quán là chữ he. Cá rồi ta đứng vậy đó đi. Dạ còn bệnh. Ủa giữ nó tiêu à? Dưỡng dưỡng trời cái này cái gà.
Rồi, cũng tạm biệt cả nhà nha. Ăn đây thì khác. Không có đi cắt dứa. Còn cái chén này để cắt dứa.